Trong cái buổi webinar ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tham khảo về một số những cái dòng sản phẩm nó đặc thù hơn một xíu so với bình thường. Thì chắc chắn là mọi người đã rất là quen thuộc với những cái dòng sản phẩm camera thông thường thông dụng của Hikvision rồi đúng không ạ? Tuy nhiên là ngoài những cái dòng sản phẩm thông thường như thế thì Hikvision còn có và cũng có khá là nhiều những cái dòng sản phẩm nó đặc thù, nó độc lạ hơn xíu. Thì trong cái buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem là những cái dòng sản phẩm đấy nó là cái gì và chúng ta có thể áp dụng, ứng dụng những cái dòng sản phẩm đó vào đâu để đáp ứng được những cái nhu cầu như thế nào cho khách hàng, cụ thể là cho dự án ha. Ok, chúng ta vào cái phần nội dung đầu tiên. Thì ở trong cái như ban nãy em chia sẻ thì hôm nay thì mình sẽ đề cập đến một số những cái dòng sản phẩm nó độc lạ một xíu. Đó thì cái dòng sản phẩm đầu tiên mình sẽ đề cập đến là dòng sản phẩm camera năng lượng mặt trời. Thì có một cái thực tế hơi bị buồn một xíu là cho đến hiện tại thì thực ra là có khá là nhiều các đối tác vẫn không biết được là Hikvision có cái dòng sản phẩm camera năng lượng mặt trời này. Đó, mà thực tế ra thì cái dòng sản phẩm này có thể nói là Hikvision cũng đang đầu tư khá là nhiều cái nhân lực cũng như là những cái tài nguyên vào để phát triển những cái dòng sản phẩm này. Đó thì ở đây trước hết thì mình sẽ xem về cái gia đình sản phẩm của cái dòng camera năng lượng mặt trời này trước. Thì những cái dòng sản phẩm camera năng lượng mặt trời này của Hikvision thì nó được chia thành ba cái phân khúc khác nhau. Tùy thuộc vào cái phân khúc thị trường thôi. Mình sẽ có các cái dòng cơ bản này, tức là cái dòng mà giá tiết kiệm giá nhất đó, mình gọi là cái phân khúc thâm nhập thị trường là entry level đó. Thì mình sẽ có một số những cái thì mình sẽ có cái dòng sản phẩm nhỏ gọn đó, mini. Cao hơn nữa thì mình sẽ có cái dòng tiêu chuẩn. Dòng tiêu chuẩn này nó là cái dòng phổ biến nhất. Rồi cao hơn nữa thì mình sẽ có những cái dòng cao cấp. Thì trên những cái dòng cao cấp này nó sẽ có những cái tính năng cũng như là những cái mẫu mã sản phẩm nó cái hiệu suất nó cao hơn, nó có nhiều tính năng thông minh hơn. Đó, thì ở thời điểm hiện tại thì mình sẽ có hai cái dòng sản phẩm đã ra mắt và đang rất là phổ biến, đấy là hai cái dòng này. Đây là hai cái dòng này. Dòng Series 2, XS Series 2 và dòng XS Series 6. Thì đây là hai dòng sản phẩm phổ biến nhất. Và mỗi cái dòng sản phẩm thì nó thuộc vào cái phân khúc khác nhau, thuộc vào dòng tiêu chuẩn hoặc là dòng cao cấp. Đó, thì cái dòng này nó là Series 6 này. Rồi mình sắp tới thì mình cũng sẽ có một số những cái dòng sản phẩm mới nữa được cập nhật thêm, được ra mắt mới, ra mắt thêm. Thì tiêu biểu thì mình sẽ có một số những cái dòng sản phẩm mà nó hỗ trợ cái công nghệ để nhận diện biển số. Tại vì hiện tại thì bây giờ như mọi người biết là cái nhu cầu mà giám sát đường phố nó rất là nhiều đúng không? Thì tất nhiên là về nhu cầu giám sát thông thường thì mình không nói gì nữa. Nhưng mà cũng rất là có nhiều những nhu cầu mà người ta cần giám sát là tích hợp thêm cả những cái tính năng về giám sát xe cộ. Đó, ví dụ như nhận diện biển số chẳng hạn. Thì sắp tới mình sẽ có thêm những cái dòng như thế này. Đó, nó gọi là dòng ANPR này. Cái model của nó sẽ có thêm cái sạc P ở đây. Rồi, tiếp nữa thì mình sẽ có những cái dòng quay quét. Dòng quay quét hoặc là dòng PTZ có chuẩn năng lượng mặt trời luôn. Rồi và cái dòng cơ bản này thì mình sẽ có thêm một cái model nữa là cái dòng Series 2, HT41 này, G1 này. Thì ngoài những cái dòng sản phẩm tiêu chuẩn về năng lượng mặt trời như thế này ra ha, thì mình sẽ có thêm một số những cái dạng phụ kiện nữa, ví dụ như cái Solar Power Kit này. Cái kit này nó rất là hay nhé, tí nữa sẽ giới thiệu mọi người. Hoặc là pin pin để thay thế, pin rời để thay thế. Đó thì đây là những cái dòng sản phẩm về năng lượng mặt trời của Hikvision. Thì mọi người sẽ có một cái câu hỏi là thế thì cái dòng cao cấp với cái dòng tiêu chuẩn nó sẽ khác nhau như thế nào đúng không? Nó sẽ có những cái gì khác nhau thì ban nãy em có chia sẻ rồi đúng không? Cái sự khác nhau ở đây thì chủ yếu nó sẽ tập trung vào cái thứ nhất là thời lượng pin, công suất pin á, nói cách khác là thời gian sử dụng á. Cái thứ hai là một số những cái tính năng, ví dụ như là ở cái dòng cao cấp chẳng hạn thì mình sẽ có những cái dòng camera nó có khả năng có ống kính thay đổi tiêu cự. Thay vì là ống kính cố định như ở trên cái dòng tiêu chuẩn. Đó. Rồi cái thứ hai nữa là ở trên cái dòng cao cấp ấy, thì mình sẽ có một số những cái interface, tức là những cái cổng kết nối, ví dụ như alarm hoặc audio để mình kết nối thêm những cái thiết bị ngoại vi nữa. Còn trên cái dòng tiêu chuẩn thì nó sẽ không có. Hoặc là ở trên cái dòng cao cấp thì em vừa nói luôn đúng không? Là mình có những cái công nghệ ví dụ như ANPR để nhận diện biển số chẳng hạn. Đó. Hoặc là mình sẽ có những cái công nghệ khác như AQ Sense. AQ Sense thì khá là phổ biến, khá là quen thuộc với mọi người rồi ha. Em sẽ không không nói là AQ Sense là gì nữa. Thì nó cũng sẽ hỗ trợ ở trên cái dòng cao cấp này. Đó. Cái
Tất nhiên đấy là về mặt tính năng, thế còn về về mặt sử dụng, về mặt pin, thời lượng sử dụng thì sao, đúng không? Thì vì kiểu gì thì kiểu những cái dòng sản phẩm về camera năng lượng mặt trời này thì cái mà người ta quan tâm nhất, cái mọi người quan tâm nhất nó vẫn là cái thời gian sử dụng thôi, đúng không ạ? Chắc chắn là thế. Dạ. Thì ở đây nó có một cái bảng, chúng ta có một cái bảng như này để chúng ta tham khảo, nó khá là chi tiết rồi. Đó, cái đầu tiên đấy là cái điều kiện, tức là cái thời gian sử dụng được công bố đây này, thì là nó được thực hiện trên trên một số những cái bài test, và cái bài test đấy thì nó như thế nào. Đó, bài test nó như thế nào thì anh thì mọi người nhìn cái phần điều kiện test ở bên dưới đây, đúng không? Thì trên tất cả những cái dòng sản phẩm camera năng lượng mặt trời của Hikvision, chúng ta sẽ có 3 chế độ hoạt động mình có thể lựa chọn, mình có thể chuyển đổi qua lại. Ba cái chế độ hoạt động là chế độ standby mode, proactive mode, với lại là performance mode. Thì đúng, nó y như cái tên của nó thôi. Standby mode sẽ là cái chế độ hoạt động tốn ít pin nhất, tất nhiên là nó sẽ bị hạn chế nhất. Ví dụ là gì? Ở standby mode đó, ở cái chế độ khi mà cái camera nó hoạt động ở cái chỗ standby mode này, thì nó sẽ không ghi hình liên tục, mà nó sẽ chỉ ghi hình khi nào mà có phát hiện chuyển động. Cái thứ hai ấy, là nó sẽ không truyền video liên tục về trung tâm. Nó sẽ không truyền liên tục cái video về cái data video, cái stream về trung tâm, mà chỉ khi nào mà mình mở lên, mình bấm live view á, thì nó mới bắt đầu nó stream cái video về trung tâm thôi. Đó. Còn ở cái chế độ proactive mode này này thì là nó sẽ ghi hình liên tục. Nó sẽ ghi hình liên tục, chứ nó không ghi hình theo phát triển chuyển động nữa. Đó. Cái thứ hai ấy, là về truyền dẫn stream về về trung tâm á, thì nó cũng sẽ giống như là cái chế độ standby mode, tức là khi nào mà chúng ta bấm lên, chúng ta bấm live view chẳng hạn, thì lúc đấy nó bắt đầu nó mới stream. Thì đấy là proactive mode nhé. Còn cái performance mode là cái ở cái chế độ lúc ở cái chế độ này ấy, thì cái camera nó sẽ ghi hình liên tục. Đấy, và nó truyền cái stream video về trung tâm liên tục luôn. Đó, và cái tính năng thông minh thì luôn luôn bật. Đó, thì đấy là cái ba cái chế độ nhé. Và ở trong cái điều kiện test như thế này, ví dụ như là Proactive Mode đi, ghi hình liên tục đúng không? Đèn trợ sáng thì sẽ bật khoảng 30%. Đèn trợ sáng sẽ bật khoảng 30% mỗi ngày, tức là khoảng 6 tiếng một ngày đó. Rồi 4G thì sẽ chỉ khi nào mà người ta bấm live view thì mới bật lên thôi. Các cái chức năng thông minh thì được kích hoạt, và có 30 sự kiện được kích hoạt, và mỗi mỗi lần truy cập xem trực tiếp này thì sẽ là xem 3 phút một lần. Đó, tức là với cái điều kiện test như thế này, đúng không? Với cái điều kiện test như này thì cái pin nó có thể hoạt động được khoảng thời gian như thế này. Ví dụ như dòng cao cấp ha, thì ở chế độ là performance thì nó sẽ hoạt động được 5 ngày, proactive được 8 ngày, tương tự với cả dòng tiêu chuẩn là 2,5 ngày và 4,5 ngày. Đó, còn cái đây là cái thời gian thời lượng pin trong cái điều kiện mà nó không sạc được nhé. Ví dụ điều kiện thời tiết mưa gió liên tục, hoặc là có mây không có ánh nắng mặt trời thì nó không sạc được á, thì nó có thể hoạt động liên tục được trong khoảng thời gian như thế này. 5 ngày, 8 ngày, 2,5 ngày, 4,5 ngày. Còn nếu như trong trường hợp mà nó sạc bình thường á, thì cái khoảng thời gian mà nó cần thiết để nó sạc đầy pin á, ở từng chế độ một thì nó sẽ mất khoảng thời gian như thế này. Đúng không ạ? Ví dụ như kiểu performance mode nó sẽ là 4 ngày với dòng cao cấp. Active proactive mode nó sẽ là mất 2 ngày so lại so ở, ở trên cái vòng nó cao cấp, và tương tự như thế ở trên cái dòng tiêu chuẩn. Đó, thì tóm lại là gì? Tóm lại là nếu như trong trường hợp mà thời tiết đầy đủ, thời tiết nó có cho phép sạc, đúng không ạ? Thì rõ ràng là cái camera nó có thể hoạt động liên tục được. Nó không không có vấn đề gì cả. Ha. Rồi. Tiếp theo nữa thì giới thiệu với mọi người về cái Power Solar Kit. Cái này là một cái bộ kit về pin năng lượng mặt trời. Thì ở trong cái bộ này nó không có camera ha. Nó chỉ có thứ nhất là cái solar panel này. Đó, cái solar panel này. Rồi từ cái solar panel này nó sẽ sạc vào pin. Pin ở đây. Cái cục pin module này nó sẽ bao gồm luôn cả cái vỏ năng lượng bảo vệ này, rồi cái vỏ bảo vệ pin này, cái bộ điều khiển sạc cho pin này. Đó, và nó có cái khả năng hoạt động ở trong cái điều kiện thời tiết như thế này, từ âm 20 đến 55 độ C, và nó có tích hợp IP67 chống nước, chống bụi, vân vân. Ngoài ra thì mình sẽ có thêm cái phần chân đế nữa. Chân đế này thì nó được thiết kế cái dạng khuyên như này để mình gắn cột luôn, và cái chân đế này thì theo như thông tin test
đưa ra thì là nó có thể chống được bão cấp 12. Đó. Cái đường kính của cái cột mà nó hỗ trợ nó sẽ là rơi từ tầm 80 đến 200 mm, 8 đến 20 cm. Đó. Rồi ngoài ra một cái bộ kit này nó sẽ có khá là nhiều cái cổng kết nối để cấp nguồn và cấp tín hiệu RS-485. Đấy, ví dụ như một cái bộ kit này chẳng hạn thì nó có thể cấp được hai đầu 12V, tức là ví dụ như mình có hai con camera chẳng hạn. Đúng không? Thì mình có thể cấp nguồn cho hai con camera cùng một lúc. Đó. Và đồng thời thì là mình sẽ có cái cổng giao tiếp RS-485 này để một số những cái dòng sản phẩm camera mà nó có cái cổng RS-485 á thì mình có thể theo dõi được cái tình trạng pin. Đó. Theo dõi được tình trạng pin. Đó. Khi mà mình kết nối với cái cổng RS-485 này ha. Ok, thì mình sẽ có một số những cái sự so sánh như thế này. Thì bây giờ ở trên thị trường đúng không? Chúng ta anh em mà làm năng lượng mặt trời thì rất là rõ rồi là chúng ta hoàn toàn có thể chế nó gọi là một cái giải pháp gọi là giải pháp DIY này, tức là giải pháp kiểu dạng tự chế đó. Tự chế ở đây thì mình sẽ mua một cái solar panel đúng không? Mình kéo dây nó về trong một cái tủ đây thì mình đặt pin, đặt quy các thứ, đặt switch và thậm chí đặt con đầu ghi vào đây để kéo cái dữ liệu từ đầu ghi về lưu trữ. Đó. Thì với cái giải pháp như thế này thì thứ nhất là nó sẽ khá là cồng kềnh, tức là khi mà chúng ta triển khai nó khá là cồng kềnh. Nó chúng ta phải triển khai từng thành phần một, đấu dây, đấu rợ các kiểu. Đó. Nó nói chung là khá là cồng kềnh. Và cái thứ hai ấy, là cái hệ thống này thì nó sẽ không có cái khả năng lưu trữ dài hạn so với lại là cái dòng sản phẩm all-in-one như thế này. Đúng không? Trên những cái dòng sản phẩm all-in-one như thế này ấy, thì ngoài cái không gian lưu trữ E và MC ấy, có sẵn được tích hợp sẵn trên camera ấy, thì là mình sẽ có một số những cái option khác để lưu trữ bằng SSD. SSD này thì cũng được tích hợp sẵn ở bên trong thôi. Đó, nó rơi vào tầm 256 đến 1 terabyte. Đó, thì nó sẽ có những cái option như thế để chúng ta lưu trữ lại dài hạn, và tất nhiên là chúng ta vẫn có thể truyền dẫn cái tín hiệu video từ camera thông qua 4G. Đúng không? Thông qua 4G để về trong đầu ghi hoặc là về Hexcentral để chúng ta lưu trữ dài hạn ở đại trung tâm. Đó. Ok. Thì đấy là cái sự khác nhau giữa cái việc là chúng ta triển khai theo kiểu dạng truyền thống hay là chúng ta sử dụng kiểu dạng all-in-one như này. All-in-one như này thì nó khá là dễ triển khai rồi đúng không ạ? Ok, thì ở đây mình sẽ đề cập đến từng cái dòng sản phẩm tiêu biểu một ha. Đầu tiên là cái dòng quay quét. Thì cái dòng quay quét này thì tất nhiên là nó chỉ là quay quét thôi, nó sẽ không có zoom. Camera quay quét thôi. Thì mình sẽ sử dụng cái dòng sản phẩm này cho một số những cái ứng dụng quan sát ngoài trời, và tất nhiên là cái vị trí đấy thì mình không 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 kéo dây cáp, không kéo dây cấp nguồn, không kéo dây tín hiệu được. Đó. Ví dụ như là giám sát đường phố, hoặc là ở Việt Nam thì mình hay có cái ứng dụng là để giám sát hồ nuôi tôm này, hoặc là giám sát trang trại cánh đồng vân vân. Thì cái dòng sản phẩm này nó sẽ có khả năng quay quét là từ quay ấy, thì là từ 0 đến 340 độ, và khả năng quét thì nó sẽ là từ âm 5 độ đến 105 độ. Check lên trên một xíu. Ống kính thì tất nhiên là ống kính cố định rồi. Thì tùy chúng ta lựa chọn, tùy chúng ta xem là cái tình hình thực tế như thế nào thì chúng ta sẽ lựa chọn ống kính 4 hoặc là ống kính 6 mm thôi. Đó. Và cái dòng sản phẩm này thì nó thuộc cái phân khúc tầm trung. Cho nên là nó sẽ hỗ trợ cái solar power, cái công suất của cái tấm panel mặt trời ấy là 40W và pin thì sẽ là 180W. Đó, thì tất nhiên là sẽ có hỗ trợ cắm sim rồi. Cái này mọi người lưu ý là tất cả những cái dòng sản phẩm camera năng lượng mặt trời của Hikvision nhé, thì đều có khe cắm sim ha, để kết nối về trung tâm ha. Và kết nối kiểu gì? À, kết nối kiểu gì thì là Hikvision có những cái giao thức riêng. Anh em nào làm rồi thì chắc biết nó là cái giao thức ISAP á, hoặc là mới nhất hiện tại là OTAP, để chúng ta kéo về đầu ghi hoặc là kéo về Hexcentral. Rồi, tiếp theo nữa thì mình sẽ có một cái dòng sản phẩm thuộc cái phân khúc cơ bản, tức là cái phân khúc giá giá rẻ nhất đó. Đó, thì mình sẽ có cái dòng này, dòng 2T41 này. Đó, thì cái dòng sản phẩm này nó ngoài trước đây ở trong cái thuộc cái dòng giá rẻ này mình sẽ có một cái model nữa, thì nó chỉ có cái ở cái thời điểm đó thì cái dòng sản phẩm nó chỉ có cái cảm biến PIR thôi để phát hiện hồng ngoại thụ động thôi. Thì hiện tại cái dòng sản phẩm này nó sẽ tích hợp thêm cái radar vào nữa. Thì tức là dựa vào cái sự kết hợp giữa cái cảm biến PIR này để đo hồng ngoại thụ động luôn. Với cái radar này thì nó sẽ giúp giúp cho cái camera nó có cái khả năng nhận biết đối tượng tốt hơn. Đúng không ạ? Nhận biết đối tượng tốt hơn. Tại vì là cái chế độ mặc định
hoạt động của cái con 2T41 này này. Nó là dạng chế độ standby, tức là nó sẽ không ghi hình liên tục. Đúng không? Nó không ghi hình liên tục mà nó sẽ chỉ ghi hình khi nào mà nó có phát hiện ra đối tượng thôi, thì lúc đấy nó mới ghi hình thôi. Cho nên là cái việc mà chúng ta cái camera nó phát hiện ra đúng đối tượng để mà nó ghi hình ấy, nó rất là quan trọng. Nó sẽ ảnh hưởng đến đến gì ạ? Đến cái thời lượng sử dụng của nó và ảnh hưởng đến cái không gian lưu trữ, đúng không? Đó, thì đây là một cái bổ sung khá là đáng giá. À, khá là đáng giá. Rồi, thì cái dòng sản phẩm này nó sẽ có cái panel mặt trời có cái công suất là 7W và pin thì là 50 Wh. À. Ok, thì cái phần tiếp theo á, là mình sẽ có hai cái giải pháp để mình áp dụng cái dòng sản phẩm Solar Power này trên thực tế ha. Cái giải pháp đầu tiên mình sẽ đề cập đến nó là cái giải pháp pháp nó gọi là 4G. Giải pháp 4G thì nó rất là cơ bản thôi. Từ các cái site, từ các cái địa điểm, đúng không? Mình sẽ có camera quay quét 4G này, camera thân trụ ống kính cố định này, rồi camera thân trụ ống kính thay đổi tiêu cực này, rồi camera nhận diện biển số này, tiêu chuẩn 4G này, tiêu chuẩn năng lượng mặt trời nhé. Rồi ngoài ra thì tất mình cũng còn có thể sử dụng những cái dòng camera thông thường được nữa. À, đấy mọi người lưu ý nhé là mình có thể sử dụng camera thông thường. Sau đấy thì mình kết nối với lại là ví dụ như những cái bộ phát 4G chẳng hạn. Đó. Và nguồn thì mình có thể cấp từ cái bộ Solar Power Kit này đi sang, tại vì cái bộ này thì nó có cái cổng suất nguồn 12V mà, đúng không? Thì mình có thể cấp nguồn cho những con này, cho những dòng camera thường. Đó. Thì từ với những cái dòng sản phẩm thông thường á, à, với những cái dòng sản phẩm tiêu chuẩn là năng lượng mặt trời á, thì mình cắm SIM 4G vào và từ 4G thì mình kéo qua iSUC hoặc là qua qua OTAP để mình đưa về đầu ghi hình, đúng không? Hoặc là mình đưa về Hick Central, hoặc là mình đưa về thằng HCC Hick Central con đấy đó. Thì với những cái nền tảng như thế này ấy, thì mình có thể giám sát được cái gì, mình có thể giám sát được xem trực tiếp, xem lại playback, giám sát và báo cáo được cái mức lưu lượng sử dụng và trạng thái pin đấy, và nhận xử lý cảnh báo đó. Ở trên Hick Central Connect thì cũng có thể làm được việc đấy, và cả trên Hick Central lẫn Hick Central Connect ấy, thì đều hỗ trợ cái ứng dụng trên điện thoại để chúng ta có thể vận hành. À. Ok, cái giải pháp thứ hai là giải pháp kéo wireless, kéo truyền dẫn không dây đó. Truyền dẫn không dây chúng ta gọi là truyền dẫn point to point, điểm điểm, hoặc là điểm point to multipoint đó, điểm đa điểm đó. Thì ở trong cái giải pháp này thì mình sẽ có bổ sung thêm một cái thiết bị nữa, nó là cái thiết bị về wifi bridge. Cái này cũng của Hikvision luôn ha. Thì tùy tùy từng model sản phẩm mình sẽ có cái dòng từ 5 đến 15 km. Đó. Thì những cái dòng sản phẩm này mình có thể cấp nguồn cho nó thông qua cái Solar Power luôn. Đúng không? Cái Solar Power Kit này này là mình có thể cấp nguồn cho cái bộ của Access Point này bằng cái bộ Solar Power Kit này luôn. Đó, mình có thể cấp camera thông thường được luôn. Đó. Ở đây này, thì mình có một cái lưu ý nữa nhé. Em đặt ra một cái câu hỏi nhé. À, ví dụ này. Ví dụ một cái camera năng lượng mặt trời như thế này chẳng hạn đi, đúng không ạ? Thì mình có cách nào để mình kéo dài cái thời 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 gian sử dụng của nó được hay không, đúng không? Với cái bộ kit chẳng hạn đó. Thì mọi người thì nghĩ xem, tại vì á là trên tất cả những cái dòng sản phẩm camera năng lượng mặt trời này thì ngoài cái việc mà nó kết nối trực tiếp với cái pin nó nằm dưới cái panel này này, đúng không, thì nó vẫn còn một cái cổng để kết nối đầu cáp DC 12V nữa. Cho nên ví dụ trong nhiều trường hợp mà mình cần kéo dài thời gian, kéo dài thời lượng sử dụng của một con camera ấy, thì ngoài cái panel đi kèm sẵn của nó, mình có thể lắp thêm cái solar power kit ở bên cạnh, đúng không? Và mình kéo cái đầu DC 12V mình cắm vào trong camera, thì như vậy là mình có thể kéo dài thời gian được, kéo dài thời gian sử dụng được cho mấy cái con như này. À, đấy, nó rất là hay đúng không? Đó, thì đấy, quay trở lại với cái giải pháp thứ hai của mình là mình dùng wifi bridge ha. Còn khi mà mình dùng wifi bridge thì nó đơn giản rồi, mình không cần dùng cái giao thức iSUC nữa. Đó, mình có thể kéo đường bằng địa chỉ IP trực tiếp vậy thôi. Và những cái tính năng mà mình quản lý được ở trên thiết bị thì tất nhiên là cũng tương tự như là cái giải pháp một này là sử dụng 4G này, đúng không? Ok, thì đây là một số những cái case study mà Hikvision đã triển khai. Cái này thì có một số ở Việt Nam, có một số ở nước ngoài ha. Thì đấy, sử dụng
ví dụ như giám sát ở những cái khu vực ngoài trời, ven biển, những cái khu vực mà khó kéo dây, kéo cáp, cái thứ này. Đấy. Cái này thì ở nước ngoài. Cái này mình cũng sẽ không mất thời gian nhiều để mình đề cập đến nữa ha. Mình sẽ sang đến cái phần tiếp theo. Thì đấy, nói chung là những cái thông tin vừa rồi về camera năng lượng mặt trời. Đó, thì mọi người có thấy nó hữu ích không? Ok. Thì tiếp theo mình sẽ sang đến cái phần thứ hai nhé. Cái phần thứ hai thì mình sẽ nói về một số những cái camera góc rộng của Hikvision. Thì mình gọi chung nó là các cái dòng camera panoramic và camera fisheye. Đó. Thì riêng về cái dòng panoramic ấy, thì mọi người có thể thấy ở trên slide rồi đấy, là mình có khá là nhiều những cái chủng loại sản phẩm khác nhau. Thì nó cũng sẽ phụ thuộc, nó sẽ tùy thuộc vào thứ nhất là ứng dụng, cái thứ hai ấy là độ cao lắp đặt. Đó, để mình lựa chọn cái mục đích, cái nhu cầu về giám sát ấy, để mình lựa chọn cái sản phẩm cho nó phù hợp thôi. Đó, cái thì cái ví dụ như cái đầu tiên chẳng hạn, mình sẽ có cái dạng camera mắt cá hoặc là cái camera mà nó gọi là panel view nhưng mà hai ống kính rời này. Thì cái dòng sản phẩm này thì mình có thể lắp đặt nó phù hợp với cái độ cao là rơi từ, nói chung ở trong nhà đấy, và nó rơi độ cao nó rơi từ 2,5 đến 6 mét. Đó. Thì ví dụ như với cái dòng sản phẩm panel view mà hai ống kính này thì là nó là một con camera nhưng mà ở trong này thì nó sẽ có hai cái kênh, hai cái lens, hai cái ống kính. Thì khi mà mình live view nó sẽ thành hai kênh. Đó, hai kênh như là mọi người đang nhìn trên hình như này, kiểu kiểu như thế. Hai kênh. Và hai cái kênh như thế này ấy, thì mình có thể điều chỉnh được nhé. À, mình có thể điều chỉnh, hoặc tí nữa em nói sau. Rồi ví dụ như tiếp theo nữa mình sẽ có camera mắt cá. Camera mắt cá này thì nó sẽ phù hợp cho chúng ta lắp đặt ở những cái tình huống, ví dụ như là nhiều nhất ấy, sử dụng nhiều nhất ấy là cho cửa hàng bán lẻ. Và để làm gì? Để người ta đưa ra và để người ta sử dụng cái tính năng là heat map, bản đồ nhiệt ấy. Thì khi mà người ta sử dụng cái tính năng bản đồ nhiệt này ấy, thì người ta sẽ biết được là khu vực nào, khu vực hàng hóa nào là khu vực mà thu hút khách hàng nhất, khách hàng lưu đến nhiều nhất. Đó, thì đây là cái ứng dụng mà sử dụng nhiều nhất của cái con camera fisheye này. Đó. Còn tất nhiên là camera fisheye thì cái ống kính nó là ống kính kiểu dạng ống kính chìm, và cái góc mở của nó thì mình có thể quan sát được kiểu dạng là 360 độ, đúng không? Và nó sẽ có nhiều những cái chế độ, nó gọi là dewarping, chế độ chia hình. Đó, bằng phần cứng hoặc bằng phần mềm gì đấy, để cho phép mình giám sát theo kiểu dạng độc đáo hơn. Thì tí nữa sẽ nói cụ thể hơn ha. Rồi tiếp theo nữa thì mình sẽ có cái dòng sản phẩm camera cố định mà cũng có ống kính kép như này. Đây. Ở cái hình này thì nhìn nó không rõ lắm, nhưng mà nó sẽ đại khái nó sẽ có một cái ống kính ở bên này và nó sẽ có một cái ống kính ở phía bên kia nữa. Thì khi mà chúng ta live view á, thì nó sẽ đưa ra trong ra một cái hình ảnh, nó kiểu dạng là hình ảnh xuyên suốt luôn, hình ảnh liền mạch luôn 180 độ. Đó, hình ảnh liền mạch 180 độ luôn. Thì những cái dòng camera này nó sẽ có độ phân giải lên đến 8 megapixel. Đó, cho một cái ảnh 180 độ như vậy. Thì những cái dòng sản phẩm này thì chúng ta có thể áp dụng được cả trong nhà lẫn ngoài trời luôn. Độ cao lắp đặt phù hợp nó rơi đến tầm 3 đến 10 mét. Rồi tiếp theo nữa thì mình sẽ có một cái dòng sản phẩm, nó có vẫn cái dòng này, sản phẩm này thì nó vẫn gọi là panel view. Panel view, nó trên cái dòng sản phẩm này thì nó sẽ có tổng cộng là 4 cái ống kính. Và 4 cái ống kính này nó sẽ có cái tính năng theo kiểu dạng là khâu với nhau, khớp với nhau. Đó, thì khi mà cho ra hình ảnh thì nó cũng tương tự như là cái con này. Như cái con này, nó cũng sẽ cho một cái hình ảnh 180 độ. À, độ phân giải 8K ngày 20 à. Với cái dòng sản phẩm này thì nó sẽ có nhiều ứng dụng hơn và nó sẽ phù hợp hơn cho chúng ta lắp đặt ở ngoài trời. Tất nhiên là mình cũng có thể lắp đặt ở trong nhà. Nó cũng sẽ có những cái dạng phụ kiện chân đế để chúng ta lắp trần. Đó, và nó cũng sẽ có những cái phụ kiện chân đế để chúng ta lắp cột lắp trong ngoài trời. Đó. Rồi tiếp theo nữa thì mình sẽ có một cái dòng sản phẩm cũng vẫn là panel view, đúng không ạ? Nhưng mà nó sẽ có 4 cái ống kính rời. À, 4 cái ống kính rời nhau. 4 cái ống kính này mình có thể điều chỉnh được. Đó, để mình có thể quan sát. Em lấy ví dụ như khi mà chúng ta quan sát một cái khu vực rộng chẳng hạn, ví dụ như là sân bay, đúng không? Trạm tàu, đấy, ngã tư, cái thứ vân vân. Thì thay vì chúng ta lắp 4 cái camera mỗi con một góc, thì chúng ta chỉ cần lắp một cái con này ở một cái vị trí trung tâm ở đấy thôi. Chúng ta có thể quan sát được 4 phía rồi. Đó, nó tiết kiệm chi phí, nó tiết kiệm nhân công, nó tiết kiệm về vật tư, đúng không? Tiếp theo nữa thì mình có một cái dòng sản phẩm cao cấp hơn nữa là cái dòng panel view. Thì cái dòng camera panel view này ấy, thì ngoài cái ống kính PTZ ở bên dưới đó, thì nó sẽ có 4 hoặc là 8 cái ống kính cố định, nó được chia đều ở phía bên trên này.
Đó thì khi mà chúng ta xem trực tiếp ấy, khi mà chúng ta live view ấy, hai kênh, một kênh là cái ảnh 180 độ hoặc là 360 độ liền mạch ở phía trên, và cái kênh ở bên dưới là kênh PTZ để chúng ta quan sát chi tiết. Chúng ta cần zoom là vào đúng không, chúng ta cần quan sát cái đối tượng nào đấy chẳng hạn. Đấy. Và tất nhiên là hai cái ống kính đó nó có thể liên kết được với nhau. Đó. Ví dụ như chúng ta bấm vào một cái đối tượng nào đấy ở trên kênh cố định, trên kênh cố định ở bên trên đúng không, thì cái camera nó sẽ cái camera PTZ bên dưới ấy, nó sẽ tự động tracking theo hoặc là nó zoom vào vào theo cái đối tượng đó. Đó nó liên kết được với nhau như vậy. Thì cái những cái dòng sản phẩm này thì nó sẽ phù hợp với những cái khu vực rất là rộng. Đó, ví dụ như là sân vận động này, bến cảng này, sân bay này, ngã tư này. Đó thì chúng ta có thể lắp một cái camera này thôi đúng không? Thay vì là nhiều camera cố định. Ở đây thì chúng ta có một cái hình ảnh demo, thì đây là cái hình ảnh thực tế nó lấy ra được từ cái camera này ha, thì mọi người cùng xem. Đó, thì khi mà live view, khi mà chúng ta live view á thì nó sẽ cho chúng ta cái hình ảnh nó theo kiểu dạng là 180 độ như này, liền mạch như này, chứ không phải là kiểu dạng như là bốn kênh riêng biệt ha. OK. Ngoài ra ấy, thì cái dòng sản phẩm này nó cũng sẽ được hỗ trợ cái dòng Panel View này nó sẽ được hỗ trợ thêm một số những cái tính năng thông minh, ví dụ như là phát hiện mật độ người. Cái ứng dụng của cái phát hiện mật độ người này là gì? Tại vì đợt vừa rồi mọi người biết đấy là có một số những cái sự kiện ngoài trời đúng không? Nó sẽ xảy ra cái tình huống là người ta tập đông quá đông, chen lấn xô đẩy nhau đúng không? Thì mình sẽ sử dụng cái tính năng là phát hiện mật độ đám đông này để cảnh báo những cái tình huống như thế. Đó. Ngoài ra thì nó hỗ trợ thêm một số những cái tính năng nữa như là Dark Fighter rồi EasyPGG để nó nâng cao cái hiệu quả giám sát lên. OK. Tiếp theo nữa là cái ứng dụng phù hợp của nó, thì cái ứng dụng này vừa rồi em cũng có nói rồi ha. Nó là chủ yếu là nó sẽ để sử dụng những cái để giám sát ở những cái khu vực có cái diện tích lớn như này. Đó, mọi người để biết đấy. Nói chung là nó không có giới hạn vào những cái ứng dụng như là ở trên slide đó, mà bất kỳ một cái yêu cầu nào về giám sát góc rộng thì chúng ta đều có thể áp dụng được cái dòng sản phẩm này thôi đúng không. Sân bay chẳng hạn, sân bay đâu có trên này đâu, chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng vào đây đó, ở bến tàu, bến cảng thứ. Rồi cái dòng sản phẩm tiếp theo nữa, cái dòng Panel View, cái dòng sản phẩm này ấy, thì nó sẽ có ban nãy em có giới thiệu đúng không, là nó sẽ có bốn cái ống kính cố định. Bốn cái ống kính cố định này thì chúng ta có thể điều chỉnh được. Đây, chúng ta có thể điều chỉnh góc được này, chúng ta có thể điều chỉnh lên xuống được này. Đó, và bốn cái ống kính cố định này thì nó sẽ tạo ra bốn kênh khác nhau nhé, mà nó chứ nó không không ghép vào như là cái dòng sản phẩm Panoview vừa rồi. Đó. Nó khá là linh hoạt, nó giống như kiểu là chúng ta nhét bốn con cam cố định vào trong một cái thiết bị ạ. Thì ở đây mình sẽ có hai cái option, một là cái dòng sản phẩm bốn ống kính như thế này, hai là mình sẽ có cái dòng hai ống kính. Hai ống kính này thì nó khá là hay, bởi vì là em lấy ví dụ như khi mà chúng ta cần quan sát một cái hành lang chẳng hạn, đây quan sát một cái hành lang như này, hành lang dọc, thì mình có thể lắp con này ở giữa đúng không, mình nhìn sang hai phía, một hướng bên này một hướng bên này. Thế nhưng mà ví dụ với cái hành lang kiểu dạng góc vuông như này thì mình sẽ lắp nó vào cái vị trí góc vuông này, và một con thì mình nhìn ra hướng này, một con mình nhìn ra hướng này đúng không, nó khá là linh hoạt. Thay vì chúng ta phải kéo hai sợi cáp đúng không, cho hai con camera khác nhau. Đây là cái video demo của cái dòng sản phẩm camera bốn ống kính này. OK, thì tất nhiên là những cái dòng sản phẩm này ấy, thì mình sẽ có một số những cái model phù hợp để lắp đặt trong nhà, và cũng có một số những cái model để lắp đặt ở ngoài trời. Đó, tùy vào cái ứng dụng, tùy vào cái nhu cầu thực tế của mình sử dụng thôi, nó khá là linh hoạt. Tiếp theo nữa thì mình sẽ sang đến cái dòng sản phẩm về camera mắt cá. Thì cái camera mắt cá đây thì chúng ta cũng có khá là nhiều mẫu mã, và nó cũng có phụ thuộc, cũng được chia vào thành các cái phân khúc khác nhau.
phân khúc, từ phân khúc cơ bản, phân khúc tiêu chuẩn cho đến những cái dòng cao cấp. Thì riêng cái dòng cao cấp này ấy, thì nó sẽ có nhiều option hơn và nó sẽ có nhiều cái option để chúng ta lắp đặt theo tình huống thực tế hơn. Ví dụ như chúng ta lắp lắp nổi, chúng ta lắp âm trần, trần thạch cao, trần lá phông, chúng ta có thể lắp âm trần, hoặc là chúng ta lắp vào góc tường. Đấy, cái dòng sản phẩm này nó có thể lắp vào góc tường này. Thì sắp tới đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái dòng sản phẩm mới nữa, dòng CD6 mới nữa. Thì cái dòng sản phẩm này nó còn dễ lắp hơn nữa cơ. Mà dễ lắp như thế nào thì chắc là mọi người mua sản phẩm để mua ha. Rồi. Đây thì cái này là những cái mà em cũng vừa nói rồi. Thì chúng ta sẽ có ba cái option lắp đặt, lắp nổi này, lắp chìm này, hoặc là lắp vào góc này. Đó. Và trên những cái dòng sản phẩm này thì nó cũng sẽ có những cái sự nâng cấp sắp tới. Ví dụ như nó có thể về về mặt giám sát thì chúng ta sẽ có up cái sự nâng cấp từ độ phân giải 4M lên độ phân giải 6M. Rồi chúng ta sẽ có được trang bị một số những cái tính năng thông minh. Thông minh là gì thì ban nãy em có nói rồi đúng không? Chúng ta sẽ có đây, chúng ta sẽ có phân tích về bản đồ nhiệt, và chúng ta sẽ có một số những cái tính năng phân tích theo kiểu rằng là bản đồ nhiệt nhiều vùng. Đó. Ví dụ như trong trường hợp mà cái khu vực giám sát nó lớn quá, một cái camera mắt cá mà nó không thể nào nó cover được toàn bộ khu vực, thì trong đấy chúng ta sẽ lắp đặt nhiều camera mắt cá, và nó sẽ cho cái phần mềm nó sẽ cho phép chúng ta ghép nó lại đó, và chúng ta phân tích được một cái hình ảnh tổng quan như thế này. Thì cái ứng dụng của cái tính năng heat map này là gì thì chắc mọi người cũng đều rõ hết rồi đúng không? Là nó sẽ hiển thị một cách trực quan những cái khu vực nào mà có nhiều người ta lưu đến á, thì nó sẽ có cái màu sắc khác biệt đúng không? Ví dụ như là ở những cái hình ảnh như thế này chẳng hạn, thì những cái khu vực mà có nhiều người ta lưu đến á, thì nó sẽ có cái màu nắng hơn. Đó thì nhìn dựa vào những cái báo cáo từ cái công tính năng heat map này ra ấy, thì người ta sẽ biết được là khu vực hàng hóa nào là cái khu vực hàng hóa mà khách hàng người ta lưu tâm nhất. Đúng không? Người ta lưu đến, người ta mua hàng nhiều nhất. Rồi vì sao? Lúc đấy người ta sẽ đặt thêm một cái lý do là vì sao những cái khu vực khác không thu hút, có thể là sản phẩm hết hạn này, rồi có thể là cái sản phẩm thì không hợp thị hiếu này, thì dựa vào đấy người ta sẽ có những cái sự thay đổi để cho nó phù hợp. Thì mục đích là gì? Mục đích chung là để cải thiện cái hiệu quả kinh doanh. Thế thôi. Rồi, tiếp theo nữa là cái ý tiếp theo nữa là cái dòng sản phẩm camera mắt cá này thì nó sẽ có rất là nhiều những cái tính năng dewarping. Tổng cộng nó có 14 chế độ dewarping này. Dewarp bằng phần mềm hoặc là dewarp bằng phần mềm hoặc là dewarp bằng phần cứng. Thì nó ý là nó sẽ hỗ trợ những cái tính năng theo kiểu dạng là trải hình á, trải cái hình ảnh ra ấy. Đúng không ạ? Đó nó sẽ có hỗ trợ rất là nhiều những cái tính năng như này. Ví dụ như kiểu là xem 180 độ này, xem 360 độ này, rồi xem từng kênh cố định này, hoặc là xem theo kiểu dạng là EPG này. Ok, thì cái này nữa chắc mọi người tự trải nghiệm thêm ha. Em sẽ bỏ qua cái thì đấy là những cái dòng sản phẩm về camera mắt cá. Về cái dòng sản phẩm camera mắt cá như thế này ấy, thì em có thấy một số những câu hỏi, thì trước khi kết thúc cái phần này em sẽ giải đáp luôn ha. Cái câu hỏi thứ nhất của anh Henry Phan là dòng PTZ kết hợp cùng panoramic, tức là cái dòng sản phẩm camera panel view đúng không? Nếu ở khung hình PTZ đang tracking vật thể thì ở khung hình pano có hiện ô vuông khoanh vùng đối tượng tracking được không? Cái này thì thực ra ấy là nó tùy thuộc vào cái cấu hình của mình thôi. Nó ở trong cái phần cấu hình thì nó có một cái tính năng ở mục local á. Không biết anh test thử chưa, thì nó cho phép mình hiển thị những cái thông tin về VCA ở trên stream luôn. Thì lúc đấy thì mình có thể hiển thị được những cái ô quanh 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 màu xanh xanh đó. Đó, nói chung là được ha. Với cái thứ hai câu hỏi của anh Bùi Vinh là mật độ ở đây là đếm được bao nhiêu người, thì thực ra cái này nó không phải là đếm người, nó không phải là kiểu dạng đếm số lượng người mà nó tính theo dạng mật độ thôi. Mình sẽ thiết lập cái tỷ lệ mật độ đó ở trên sản phẩm của camera. Cụ thể như thế nào ấy thì nữa chắc chúng ta sẽ có một số những cái buổi giới thiệu về cụ thể hơn, hoặc là anh có thể liên hệ với lại team pre-sale để có những cái thông tin cụ thể hơn nhé. Bây giờ thì chắc là mình sẽ không có thời gian nhiều để mình trình bày một cách quá là cụ thể về cái tính năng đấy ha.
Rồi, chúng ta sẽ sang đến cái phần tiếp theo nữa là camera chống cháy nổ và camera chống ăn mòn. Thì đây là những cái dòng sản phẩm camera nó khá là đặc thù, nó rất là đặc thù đó, và nó đáp ứng với những cái yêu cầu đặc thù. Ở đây thì mình sẽ chia ra hai cái phân khúc, hai cái phân khúc riêng về cái dòng sản phẩm cháy nổ. Riêng về cái dòng sản phẩm camera chống cháy nổ thì mình sẽ có hai cái mức phân khúc. Cái phân khúc này nó chia dựa theo cái khả năng chống cháy nổ của dòng sản phẩm. Đó. Thì cái thứ nhất ấy, dòng chống cháy nổ thông thường thì cái dòng sản phẩm này nó sẽ được cái vật liệu của nó sẽ sử dụng là vỏ vỏ hợp kim nhôm hoặc là thép không gỉ 304. Đó. Cái dòng sản phẩm cao cấp hơn ấy, thì ngoài cái tiêu chuẩn chống cháy nổ thì nó còn hỗ trợ thêm cái tiêu chuẩn về chống ăn mòn nữa. Thì khi đấy thì cái vỏ cái vật liệu của nó sẽ có thêm, nó sẽ nâng cấp lên là nó dùng cái loại thép không gỉ là 316. Đó. Và ngoài ra thì nó sẽ hỗ trợ một số những cái tính năng deep learning, tính năng thông minh đó. Đó thì về mặt mẫu mã thì mọi người có thể xem ở trên slide ha, mình sẽ có các cái dòng camera cố định này, đúng không? Dòng thân trụ, dòng dôm, quay quét, PTZ. Đó, hoặc là những cái dòng kiểu dạng quay quét mà nó đặc thù hơn một xíu như thế này. À, về 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 thông số thì mọi người nhìn trên slide hết rồi, nữa thì chắc là sẽ gửi lại slide cho mọi người để mọi người tham khảo kỹ hơn ha. Thông số từ 2 cho đến 4 megapixel này, rồi hỗ trợ một số những cái tính năng dụ như là dark fighter để quan sát ban đêm, quan sát trong điều kiện thiếu sáng, đúng không? Rồi zoom, tỷ lệ zoom từ 23 đến 31x, dùng quang học á, rồi từ 20x nữa. 20x thì mình cũng có cả 20x rồi. Một số những cái dòng thân cỡ nhỏ ở đây, ví dụ như con này chẳng hạn, thì mình sẽ có 4x. Đó. Đây thì nói về mặt chống cháy nổ thì những cái dòng sản phẩm chống cháy nổ nó sẽ hỗ trợ các cái tiêu chuẩn như này, các cái certificate như này. Chứng chỉ này. Thì chứng chỉ này cụ thể nó như thế nào thì mọi người Google nhá, ra liền luôn. Đó. Còn đây là về chống cháy nổ, về chống ăn mòn thì mình sẽ có hai cái chứng chỉ này, NEO 4X và C5. Đó. Trên những cái dòng sản phẩm này ấy, thì nó khá là nhạy sáng, và cụ thể thì cái mức độ nhạy sáng của nó tương tự như các cái dòng sản phẩm camera Color View của Hikvision đó. Đó là 0,0005 lux. Độ phân giải thì là ở mức như thế này, 4 mê, 8 mê, từ vân vân. Tiếp theo nữa thì mình sẽ có một số những cái tiêu chuẩn về chống chịu ngoài trời. Đó, chống chống nước và chống bụi IP68 hoặc là chống sét lan truyền T6000V. Nữa thì mình sẽ có các cái tính năng thông minh deep learning, thì mình sẽ có face capture, bảo vệ vành đai, tức là những cái tính năng để chúng ta bảo vệ chống xâm nhập ở những cái khu vực hàng rào á. Đó, thì nó thực ra nó tương tự như các cái tính năng về AccuSense. Đó, nhưng mà nó sẽ khôn hơn một xíu bởi vì nó là deep learning. Cái thuật toán nó sẽ cao cấp hơn một xíu so với các AccuSense. Rồi mình sẽ có những cái tính năng về phát hiện mũ bảo hộ. Đó, phát hiện mũ bảo hộ, ví dụ như mình có thể áp dụng cho một số những cái khu vực công trường hoặc là khu vực mà kiểu dạng như là nhà máy lọc dầu, nhà máy hóa chất, những cái khu vực mà cần cần chống ăn mòn, cùng cần chống cháy nổ, đúng không? Mà nó lại yêu cầu là khi mà công nhân đi vào nó bắt buộc phải đội mũ bảo hộ, kiểu như thế, thì chúng ta có thể áp dụng cái tính năng này, phát hiện mũ bảo hộ. Đó. Đây là cái phần về chứng chỉ rồi. Chứng chỉ này nữa thì mọi người tự tự tham khảo cụ thể hơn nhé. Ứng dụng, à, đấy cái phần ứng dụng. Ứng dụng thì nói chung là khi mà chúng ta đề cập đến cái dòng sản phẩm chống cháy nổ ấy, thì chúng ta biết luôn được là ứng dụng của nó là gì rồi, đúng không ạ? Ứng dụng là chúng ta là sử dụng những cái dòng sản phẩm này để lắp đặt, để quan sát những cái khu vực mà nó có nhạy cảm về 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 hỏa hoạn, đúng không? Ví dụ như trạm xăng dầu, những cái nhà máy khai thác dầu khí, những cái nhà máy lọc dầu, những cái nhà máy hóa chất, hoặc là những cái nhà máy mà sản xuất những cái nguyên vật liệu dễ cháy. Đó. Thì là ứng dụng của nó. Đó thì đấy là những cái dòng sản phẩm về chống cháy nổ nhé. Tiếp theo thì mình sẽ là qua cái phần nội dung là về camera chống ăn mòn. Chống ăn mòn ở đây thì mình cũng có ba cái phân khúc như thế này. Đó, dòng sản phẩm phổ thông, dòng sản phẩm cao cấp và dòng sản phẩm đặc biệt. Đó, thì chống ăn mòn ở đây này, cái gọi là gì, cái tính năng chống ăn mòn ở đây nó sẽ
nó sẽ phụ thuộc và nó sẽ được đánh giá dựa trên ba cấp độ. Ba cấp độ là cấp độ cấp 1, cấp 2, cấp 3. Đấy. Thì ở thứ nhất ấy, là ở cấp độ 3 này, thì ở cái cấp độ này thì cái dòng sản phẩm nó sẽ không có khả năng bảo vệ cụ thể. Thì đây chính là những cái dòng sản phẩm thông thường. À, trong những đây là những cái dòng sản phẩm thông thường không có khả năng chống ăn mòn, thì nó được liệt vào những cái dòng sản phẩm ở cấp độ 3. Và những cái dòng sản phẩm này thì chỉ phù hợp lắp đặt ở những cái khu vực mà nó không có tính ăn mòn cao trong không khí thôi, trong khí quyển thôi, đúng không ạ? Ở cái cấp 2. Ở cấp 2 thì chúng ta sẽ có những cái dòng sản phẩm nó hỗ trợ, nó có một cái lớp phủ chống ăn mòn và cái vỏ vật liệu của nó thì nó sẽ là hợp kim nhôm. Đó, thì những cái dòng sản phẩm này thì nó sẽ phù hợp ở những cái khu vực mà cách biển khoảng 2 km. Đó, cách biển khoảng 2 km. Hoặc là những cái khu vực mà nó có bị ảnh hưởng bởi mưa axit. Đó, thì mình có thể áp dụng những cái dòng sản phẩm như thế này. Và những cái dòng sản phẩm như thế này thì nó sẽ đạt cái chứng chỉ, cái tiêu chuẩn là NEMA 4X. Đó. Rồi cấp cao nhất á, cấp cao nhất á thì là mình có thể áp dụng những cái dòng sản phẩm này ở những cái khu vực mà sát biển đấy, hoặc là gần biển, hoặc thậm chí là dưới biển, tức là quan sát ở dưới mực nước biển á, hoặc là khủng khiếp hơn nữa, ăn tính ăn mòn khủng khiếp hơn nữa là trong những cái nhà máy mà sản xuất hóa chất á, những cái khu vực như thế là cái tính ăn mòn nó rất là khủng khiếp, thì mình có thể áp dụng cái những cái dòng sản phẩm mà nó đạt cái cấp 1 như này. Đó, thì nó chính là những cái dòng series 6, những cái dòng này này. Đây, những dòng sản phẩm như này. Ok, đây, cấp độ 2, cấp độ 1. Thì cái này là cái mà em vừa nói xong rồi, đúng không? Thì ở những cái cấp độ như này, ở cái cấp độ 1 này thì mình có một số những cái ví dụ đưa ra. Đó là những cái nhà máy sản xuất hóa chất này, axit nitric này, hoặc là sản xuất cái khí khí hydro, cái này là để trong luyện, sử dụng trong luyện kim này. Thì ở những cái khu vực này là cái tính ăn mòn, cái độ ăn mòn của nó còn khủng khiếp hơn nhiều so với ở biển này. Đó thì mình có thể mình cần lúc đấy thì mình sẽ cần phải sử dụng những cái dòng sản phẩm nó đạt cấp độ 1 như thế này. Ok, thì đấy là những cái dòng sản phẩm về chống ăn mòn nhé. Cái này thì cũng không có nhiều đúng không? Thì tất nhiên là ngoài ngoài cái việc mà chúng ta quan sát thông thường thì nó cũng có hỗ trợ chúng ta một số những cái tính năng thông minh nữa, đúng không ạ? Một số những cái tính năng thông minh. Đây, ví dụ như chụp ảnh khuôn mặt, bảo vệ vành đai hoặc là phát hiện mũ bảo hộ. Đó. Thì đây là một số những cái thông tin tổng quan về các dòng sản phẩm chống ăn mòn và chống cháy nổ. Cái này thì hiện tại Hikvision cũng đang có những cái case study. Ví dụ như cái dòng sản phẩm về chống cháy nổ chẳng hạn, thì hiện tại thì Hikvision cũng đang cung cấp cho PV gas hoặc là petrol khá là nhiều. Ok, em sẽ giải đáp một số những câu hỏi liên quan trong cái phần chống cháy nổ và chống ăn mòn này ha. Cũng lại là một câu hỏi từ anh Harry Phan là dòng này thích hợp lắp môi trường bờ biển đúng không nhỉ? Với lại là cho mình hỏi là với các dòng PTZ chống ăn mòn có IP lẫn unlock không? Thì cái ý thứ nhất ấy là lắp ở môi trường biển thì là đúng, đúng không ạ? Thì như em vừa nói đấy, là một là mình có thể lắp đặt ở những khu vực cận biển, hoặc là lắp khu vực trên biển, hoặc thậm chí là lắp cho biển đảo. Đấy. Với cái thứ hai là mình có thể lắp quan sát dưới biển, hoặc là mình có thể lắp cho những cái khu vực chống ăn mòn cao hơn nữa là khu vực nhà máy hóa chất. Cái ý thứ hai câu hỏi của anh ấy là các cái dòng sản phẩm này thì có PTZ, có cam không, có cam cố định, nhưng mà nó chỉ là IP thôi ha, unlock thì không có. Rồi cái câu hỏi một câu hỏi khác nữa của anh Tuấn Nguyên Tú là dạng camera chống cháy nổ thì trong thời gian bao lâu và nhiệt độ như thế nào? Câu hỏi này thì em chưa hiểu ý cho lắm, chắc khả năng anh đang hỏi là cái camera chống cháy nổ này nó chịu được nhiệt độ bao nhiêu đúng không? Thì cái này khả năng là anh đang hơi hiểu lầm một xíu. Camera chống cháy nổ ở đây ấy, có nghĩa là nó cái dòng sản phẩm camera đó nó phải đạt được một số những cái chứng chỉ, một số những cái khả năng làm sao cho bản thân con camera đó nó không có khả năng cháy lan truyền và nó không phải là nguyên nhân gây cháy. Đó. Thì đấy là camera chống cháy nổ nhá, chứ không phải là camera đốt mà không cháy nha. Còn cái nhiệt độ hoạt động của những cái dòng camera chống cháy nổ này thì nó tương tự như những cái dòng sản phẩm khác thôi. Đó, ví dụ như tầm 60 độ C chẳng hạn, 60 độ C xuống. Đó.
Các cái dòng sản phẩm này thì Hick lắp đặt ở đâu chưa ạ? À, thì hiện tại cũng đang khá là nhiều ấy. Có, tại vì là đặc thù ở Việt Nam, đặc thù vị trí địa lý của Việt Nam mình ấy thì là quốc gia sát biển mà, đúng không? Trải dài từ Bắc chí Nam sát biển, cho nên là có rất là nhiều những cái dòng sản phẩm mà tụi em đã lắp đặt triển khai ở những cái khu vực, ví dụ như là điện gió này, điện gió sát biển này, hoặc là một số những cái khu vực villa, hotel, resort các thứ ở gần biển. Đó thì triển khai những dòng sản phẩm này rất là nhiều. Ok, chúng ta sang đến cái phần tiếp theo nữa là các dòng sản phẩm khác. Đó. Thì ở sau đây thì chúng ta sẽ có một số những cái dòng sản phẩm độc lạ, gộp chung vào là một. Đầu tiên là cái dòng series 6 đếm người. Cái dòng sản phẩm camera đếm người series 6 này ấy, thì nó khá là đặc thù. Tức là nó sẽ có cái thiết kế như thế này. Và ở trên cái dòng camera này nó sẽ có hai cái ống kính. Đó, thì đây là một số những cái thông tin tổng quan liên quan đến cái dòng camera đếm người này. À, ví dụ như là nó có ống kính kép này. Ống kính kép để làm gì tí nữa nói sau ha. Rồi quan sát 3 chiều. Đó. Quan sát 3 chiều thì cái tính năng quan sát 3 chiều này nó sẽ liên quan đến cái tính chính xác khi mà nó đếm người. Đó. Hỗ trợ cảnh cảnh báo đây. Rồi lắp đặt thì linh hoạt. Lắp đặt thì ví dụ như chúng ta có thể lắp đặt cái độ cao. Tại vì là những cái dòng sản phẩm này thì sẽ lắp đặt ở trên cửa để đếm người mà, đúng không? Thì nó sẽ hỗ trợ khá là linh hoạt cái độ cao lắp đặt, ví dụ từ 1,9 đến 6 mét. Đó. Và cái tiếp theo nữa là deep learning. Thì trên những cái dòng sản phẩm series 6 này là nó đều được tích hợp những cái thuật toán deep learning hết rồi. Để nó phục vụ cho việc tính toán và phân tích chính xác thôi. Đúng không? Việc quản lý thì chúng ta có thể quản lý ở trên đầu ghi, hoặc còn phổ biến hơn nữa thì chúng ta sẽ quản lý trên Excel. Ok, cái phần tiếp theo này mình sẽ nói về cái tính năng ở trên cái con camera đếm người này ha. Thì cái con camera đếm người này thì ban nãy em có nói là nó có hai cái ống kính đúng không? Thì hai cái ống kính này ấy, nó sẽ có một cái tính năng là nó sẽ gán trục tọa độ cho bất kỳ một cái đối tượng nào trong cái vùng quan sát của nó. Trục tọa độ ở đây nó sẽ là trục tọa độ XYZ. Đó nghĩa là có chiều rộng, chiều cao, chiều ngang, đúng không? Thì khi mà nó gán trục tọa độ như vậy ấy, thì trên cái camera này nó sẽ phân biệt được. Đó, nó sẽ phân biệt, nó sẽ tức là nó hiểu một cách đơn giản là nó sẽ không đếm với những cái đối tượng nào mà không phải con người. Đó, mọi người chỉ cần hiểu đơn giản thế thôi. Tất nhiên là nó sẽ tích hợp ngoài cái việc là gán trục tọa độ XYZ ra thì nó sẽ còn kết hợp với lại là những cái thuật toán deep learning để nó tăng, để nó nâng cao cái khả năng đếm chính xác nữa. Đó. Khi mà chúng ta kết hợp với cái dòng sản phẩm camera đếm người này với cái nền tảng giám sát của Hikvision á, Hikcentral Professional, thì chúng ta có thể xuất ra được khá là nhiều những cái báo cáo đa dạng. Ví dụ như các cái báo cáo về tổng quan, báo cáo về nhiều cửa hàng, đúng không? Tại vì chúng ta ví dụ chúng ta có cửa hàng bán lẻ theo chuỗi, ví dụ như Winmart chẳng hạn đi ha, thì chúng ta có thể báo cáo được nhiều cửa hàng cùng một lúc. Chúng ta có thể so sánh được hai cửa hàng khác nhau. Đó, chúng ta có thể so sánh được hai cửa hàng. Và chúng ta có thể báo cáo được theo cái ngày khuyến mãi. Ví dụ như chúng ta thiết lập là ngày mùng 5 hàng tháng là ngày khuyến mãi chẳng hạn. Thì trong cái ngày khuyến mãi đó thì cái tỷ, ví dụ em lấy ví dụ nhé, là cái tỷ lệ mà tăng số lượng khách hàng tăng lên là như thế nào, đúng không? Thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra cái báo cáo như vậy. Đó. Ở đây thì nó có cụ thể về video rồi nữa, mọi người tự tham khảo thêm ha. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ có một số những cái dòng sản phẩm phục vụ cho y tế. Đó, thì mình sẽ có cái dòng radar. Radar đây thì mình sẽ có hai loại. Một là radar phát hiện gọi là gì? Phát hiện tín hiệu sống. Thì trên cái dòng sản phẩm radar phát hiện cái tín hiệu sống này thì nó sẽ cho phép mình đo được nhịp thở và đo được nhịp tim của người. Đó. Phát hiện xem là cái cơ thể người có đang ở trên giường hay không, và đếm cái thời gian mà con người nằm lại trên giường, hoặc là cái đến thời gian mà người rời khỏi giường. Cái này thì mình dùng trong y tế, đúng không? Tiếp theo nữa là cái radar phát hiện ngã. Đó, radar phát hiện ngã như thế này thì nó sẽ có thể phát hiện ra được cái quỹ đạo di chuyển của đối tượng, và khi mà có cái quỹ đạo di chuyển của đối tượng mà nó bất thường thì nó sẽ đẩy cảnh báo về. À, thì nó làm như nào? Đây, đây là cái nguyên lý công nghệ. Thế nên mà nếu mà
Có anh chị em nào mà thắc mắc về nó hoạt động kiểu như là làm nào để nó đo được nhịp tim, làm nào nó đo được nhịp thở chẳng hạn, thì đây là cái cách nó đo. Đó. Thì đơn giản thôi là ví dụ như cái radar đo tần số chẳng hạn, thì nó sẽ phát ra một cái sóng, sóng đấy thì di chuyển đập vào đối tượng và dội ngược lại, nó thu ngược lại đúng không? Thì nó sẽ dựa vào quãng đường cái sóng đó được phát ra, được đi, dựa trên cái thời gian mà nó thu lại như thế nào, thì nó sẽ đưa ra được cái tần số như thế này. Đó, cái này là một cái video. Thì cái ứng dụng của cái dòng sản phẩm radar phát hiện tín hiệu sống này thì nó là cái ứng dụng ở đây. Đó, phát hiện sự sống hoặc là hỗ trợ cho chăm sóc y tế. Rất là đơn giản thôi, không có gì phức tạp quá cả. Rồi, tiếp theo nữa là cái radar phát hiện té ngã. Thì cái nguyên lý hoạt động nó là gì? Nó cũng tương tự thế thôi, nó sẽ phát ra sóng và thu sóng lại. Và dựa trên thời gian và quãng đường sóng đi thì nó sẽ tạo ra các cái mô hình 3D của vật thể như thế này để nó phát hiện ra xem là cái tư thế của đối tượng là như thế nào. Thì cái ứng dụng của cái dòng sản phẩm radar tạo ảnh này là gì? Là phát hiện té ngã này, đo thể tích của khối lượng này, hoặc là hành pháp trên đường. Đó, một số những cái ứng dụng. Rồi, tiếp theo nữa thì mình sẽ có một cái sản phẩm cái này thì nó khá là không thông dụng và nó quen thuộc với lại là anh chị nào chúng ta làm về kho bãi logistics. Cái thiết bị này nó gọi là PDA. Thì cái công nghệ hiện ở thời điểm hiện tại này thì cái công nghệ PDA này nó được áp dụng để sản xuất những cái thiết bị về máy quét mã vạch, máy kiểm kho ấy. Nó có ứng dụng khá là nhiều vào trong thiết bị về máy kiểm kho. Đó. Thì cái PDA này nó là một cái thuật ngữ được sử dụng khá là hiện rộng rãi hiện nay, viết tắt của cái cụm từ là Personal Digital Assistant. Tóm lại là nó là một cái thiết bị cầm tay hỗ trợ cá nhân. Đó. Ở trên những dòng sản phẩm như này thì chúng ta có thể nó sẽ hỗ trợ một số những cái công cụ như là sổ tay, điện thoại, à, không xin lỗi, đồng hồ, những cái tính năng để chúng ta có thể trích lịch, đó, chúng ta có thể ghi chép. Và tất nhiên là một cái thiết bị PDA của Hikvision như này thì nó sẽ tích hợp thêm cái ống kính camera để nó quét barcode nữa. Và cái ống kính quét barcode này cũng được nhúng cái thuật toán deep learning để nó có thể phát hiện barcode cũng như là đọc với cái tốc độ rất là nhanh. Đó thì thì sử dụng cái công nghệ mã vạch như vậy thì những cái thiết bị kiểm kho mà cầm tay kiểu dạng PDA như thế này thì nó có thể kiểm soát được cái lượng hàng hóa nhập xuất tồn kho thứ một cách rất là nhanh chóng mà chúng ta không cần phải sổ sách nữa. Đó, tức là số hóa đó. Thì như vậy là cái người vận hành người ta có thể tiết kiệm được thời gian, người ta có thể tiết kiệm được cái chi phí và những cái nhân công quản lý. Đó thì Hikvision cũng có những cái dòng sản phẩm như thế này. Thì Hikvision sẽ có hai cái model sản phẩm. Đó, một cái dòng sản phẩm thì nó sẽ có thêm cái bàn phím để chúng ta nhập liệu một cách nhanh hơn, hoặc là dạng full màn hình cảm ứng full như này. Ở trên những cái dòng sản phẩm này thì nó có thể đọc được NFC, có thể đọc được biển số, có đọc được khuôn mặt luôn. Pin thì có thể sử dụng lên đến 16 giờ, thời gian chờ đến 20 ngày. Thì đây là một số những cái thông tin cơ bản về cái dòng sản phẩm PDA này ha. Rồi, tiếp theo nữa thì mình sẽ có một cái dòng sản phẩm cũng độc lạ Bình Dương ha. Cái dòng sản phẩm này thì cũng khá là hay và nó có rất là nhiều ứng dụng nha anh chị nhé. Nó là cái dạng thẻ định danh điện tử. Thì cái thẻ định danh điện tử này nó giống như một cái nêm tag, người ta có thể dán, người ta có thể gắn lên trên áo người ta như thế này. Thì ở trên này nó sẽ có một cái màn hình e-ink, nó là cái dạng màn hình mà khi mà nhìn vào nó sẽ cho cái người nhìn có cái cảm giác như kiểu là mực á, mực á, kiểu mực á. Đó thì ở trên cái màn hình này mình có thể thay đổi được nội dung. Ví dụ như mình có thể hiển thị tên này, mình có thể hiển thị được vị trí của người này này. Thì ứng dụng của cái dòng sản phẩm này nó rất là rộng. Thứ nhất ấy là mình có thể ứng dụng vào cho khách sạn. Ví dụ như là housekeeping chẳng hạn đi, đúng không ạ? Nhiều khi xảy ra những cái tình huống khách hàng người ta khiếu nại là bây giờ dọn phòng xong tôi bị mất đồ, mất cái này mất cái kia, đúng không? Thì lúc đấy thì mình có thể trang bị cái sản phẩm này cho housekeeping để khi mà họ dọn vào họ thu lại những cái hình ảnh. Tại vì ở trên những cái dòng sản trên cái dòng sản phẩm thẻ định danh này này là nó có cái camera. Và cái camera này nó có thể ghi hình được lên đến 12 tiếng liên tục. Đó. Ok. Rồi, ngoài ra thì mình sẽ có những cái ứng dụng khác nữa, ví dụ như dùng cho y tế này, dùng cho các cái hội thảo này. Đấy. Thì cái dòng sản phẩm này nó cũng khá là hay, nhiều ứng dụng. Rồi,
Dòng sản phẩm cuối cùng là camera pinhole, thì cái này thì nó là một số những cái dòng sản phẩm có cái kích thước nhỏ gọn, nó là camera kích thước nhỏ gọn. Thì ở đây thì mình có hai loại sản phẩm. Một á, là cái loại camera như thế này mình có thể lắp đặt trực tiếp, hoặc hai á, là mình sẽ có một cái dạng như thế này, tức là nó sẽ có các cái ống kính rời này, thì từ cái ống kính này nó sẽ có cái dây nó chạy về cái bộ xử lý trung tâm ở đây, mình có thể cắm thẻ nhớ vào đây để mình lưu trữ. Thì cái kiểu nó sẽ là như thế này. Thì cái ứng dụng của những cái dòng sản phẩm camera thuộc dạng giấu kín như thế này á, thì là mình có thể lắp đặt ở những cái khu vực cho ví dụ như ngân hàng, cho cây ATM, đúng không ạ? Cho quầy giao dịch. Đấy. Nó thứ nhất là nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu về giám sát. Cái thứ hai là nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu là kiểu dạng mang tính personal của khách hàng. Tại vì nhiều khi khách hàng người ta vào, người ta nhìn thấy camera, người ta sẽ không thấy, nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự thoải mái của khách hàng, đúng không? Đó, thì mình có thể sử dụng những cái dòng sản phẩm camera như thế này. Ok, thì đấy là tất cả những cái dòng sản phẩm độc lạ mà hôm nay em muốn giới thiệu với các anh chị.